cuối cùng thì ước mơ làm siêu nhân của tao đã thành hiện thực. Sao đồng nghiệp với nhau mà mày đánh tao? Con kia, tại sao có một mình mày được mà Black quay đầu? Trời đất ơi, nó là gõ phụ áo đen mày cũng muốn giành hả Linh? Ha, không dám đâu, bởi vì tao là người đẹp nhất nhóm. Mệt quá. Mày cứ tưởng mày mặc đồ đen là mày sẽ được làm trưởng nhóm à? Tao mới là trưởng nhóm. Vậy thì trưởng nhóm chỉ có thể làm sao đi vào trong cái cửa này để lấy nguyên tố kim đây. Sao mày biết đây là nguyên tố kim? Nhìn nè. À, cái này thì tao biết nè. Nghe tao nè. Vườn ơi, mở ra. Tao tao được trên tình bạn. Mở thì mở, không mở thì mở. Trời ơi, thời nào rồi mà còn đọc mấy câu thần chú đấy. À, con Linh nó nói đúng đó. Sến súa quá à. Có cái cửa thôi thì lấy cái búa đập thôi chứ có gì đâu mà màu mè hết sức mượn. Nó nghe nè, nặng quá, tao trả mày nè. Sao không được vậy ta? Làm đi. Tụi mày bị điên hả? Sao vậy? Bom nổ chết hết tụi mình luôn rồi sao? Chứ bây giờ mình không xài bom thì biết xài cách gì bây giờ? Tao qua mệt mỏi luôn rồi, tao xả dài, tao không chơi nữa. Giờ tụi mày muốn nghỉ thì tụi mày nghỉ đi. Tao rất là mệt luôn á, mấy cái vụ mà. Chơi! Hả? Vô! Để vô đi chứ. Tan 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 tan. Ôi có bức tượng này nè mày ơi. Ai đây? Chào mừng các ngươi đã đến với ải của Iron. Ai đồ ai đồ của con? Ông ơi, ông bay cho con coi đi ông, con thần tượng ông lắm. Ông ơi, con muốn bay nè, ông ẩm con bay đi, con sẵn sàng rồi. Không, bật laser cho con xem đi. Con muốn bay. Ông xem laser, con muốn bay. Ông bay. Ta là chủ của cửa ải này, chứ không phải là diễn viên siếc. Bay lượn cho mày coi. Ok. Bay một lần thôi có gì đâu, làm như ghê quá. Người lớn chơi kỳ. Thôi đi. Kỳ gì mà kỳ? Nghĩ sao vậy? Ta đường đường là chủ một cái ải quan trọng thế này mà đi mua hát bay lượn vòng cho mày coi hả? Trẻ trâu. Mày nghe nè, ở cái ải này nếu mà muốn lấy được nguyên tố kim thì các ngươi phải làm cho ta bị thương, dù chỉ là một vết xước nhỏ thôi. Các ngươi sẽ có được điều mà mình mong muốn. Hả? Mặc đồ dày vậy làm sao mà làm xước được trời? Ủa? Iron Man gì mà nói chuyện như rapper vậy mày? Tại đó là sở thích của ta. Nếu mà phản đối thì ra chuồng gà. Tao không thích ra chuồng gà hả? Tao thích ra chuồng bò, được không? Tao thích ra chuồng lợn. Thôi đi. Vớ la với mày. Ra tay đi. Nói cho ông biết, con đã chuẩn bị tuyệt chiêu này lâu lắm rồi. Ông chờ chết đi. Sao ông bình thường quá vậy? Mày làm gì ông ơi? Né ra. Ha ha ha. Các ngươi nghĩ là ta ngồi ở đây ra cái điều kiện đó để chắc ngươi dễ dàng làm ta bị thương sao? Ha, xem ta đây. Nhất dương chỉ. Hơi nhột. Trời đất ơi. Bây giờ tổng tấn công. Đúng rồi. Thiếu miếng dầu dừa nữa là đủ combo. Bây giờ sẽ làm sao đây? Làm sao? Làm gì cũng không được nữa. Trời ơi, thì bây giờ làm cái cách khác hơn cái cách khác hồi nãy mà mình làm đó. Rồi, nãy giờ không thì mình phải làm một cách khác nào khác chứ. Thì bây giờ cách khác nào phải nói rõ. Cách khác rồi, cách nãy giờ tụi mình làm đó. Ai đâu bay nói cái gì vậy? Trời ơi.
Tụi bay có làm gì đi nữa thì kết quả cũng không thay đổi đâu. Bây giờ nãy giờ mấy cưng đánh tôi nhiều rồi, giờ tới lượt tôi đánh lại nha. Tụi bay chạy đi. Không chạy thì con chạy. Giờ mày điên hả? Ở lại là chết cả lũ đó. Mày mới là điên đó. Con chạy thì con chạy, còn ở lại thì ở cùng ở lại chứ. Đâu, chạy đi. Thôi đi. Các ngươi đã qua ải này rồi đó. Hả? Sao vậy? Nói gì vậy? Các ngươi đã làm ta bị thương rồi. Ông chủ tụi mình đã chạy đi trời ơi. Nãy giờ tụi con còn chưa làm ông sướng một miếng sướng nhỏ nữa. Vâng, ta bị thương lắm. Ở đây nè. Tại sao? Tấm lòng nghĩa khí của các con thật là đáng khen ngợi. Để ban thưởng cho tấm lòng nghĩa khí đó, ta quyết định sẽ ban cho các con nguyên tố kim. Yeah. Mình chiến thắng rồi. Xiếc nào á, ông cứ nói tụi con nha, tụi con đem hết tiền của dòng họ ra ủng hộ cho ông luôn nha. Hay là giờ ông cho con bay cái đi được không? Không bây giờ đi ông. Không bây giờ đi. Bay đâu? Thôi. Cửa ải đã xong rồi. Đi thôi. Đi thôi. Hả? Sao hồi nãy tự nhiên mày liều mạng quá vậy? Tao cũng không biết nữa. Lúc đó tự nhiên tay chân của tao nó muốn như vậy luôn á, tao không kiềm chế được. Tụi bay chạy đi. Không chạy thì con chạy. Giờ mày điên hả? Ở lại là chết cả lũ đó. Mày mới là điên đó. Con chạy thì con chạy, còn ở lại thì ở cùng ở lại chứ. Đâu, chạy đi. Thôi đi. Mày mớ quá. Mày đừng có liều mạng như vậy nữa nghe chưa. Ngốc nghếch. Tao với tụi nó là lo cho mày lắm á. Thì dù sao tao cũng là con trai. Ở trong đám có một mình tao con trai à, thì tao cũng phải có quyền bảo vệ cho con gái chứ, đúng không? Với lại tao cũng có thể bảo vệ cho mày suốt đời được mà. Cảm ơn. Mọi khi mày mềm như cọng bún thiêu, hôm nay lại thành cọng bún xào muối à? Ai dựa nó đó, tự nhiên cái anh hùng đột xuất. Ai dựa mày thì có, ai dựa mày ở lại với tao á. Thôi, nãy tình thua mánh thua lắm mà. Sao bây giờ có chuyện cỏ con nhỏ xíu mà cũng cãi lộn vậy? Ai tình thương với nó, tại nó nói chứ chứ mày. Tại mày á, tại mày á, mày á. Mày đó, tụi mình đi kiếm cơ hội tiếp theo đây. Đi. Đi đi. Còn một cánh cửa nữa thôi là chúng ta có thể chơi lại ông kẻ rồi. Lần này ông kẻ chết chắc. Ủa, cái đầu hổ là gì vậy ta? Chắc là không có gì đâu. Ải này mình đã lấy lục viên nguyên tố rồi mà. Nè. Ơ, chết cha. Cái gì? Cái túi đá của tao. Tôi đã làm mất rồi. Trời. Lấy sao kịp mà lấy, bây giờ còn còn có 4 phút mấy à, sao lấy kịp. Trời ơi, tao khổ quá đi mi. Thôi tao nghĩ là bây giờ mình đi qua đi còn hơn là kẹt ở đây. Nhìn mất cái viên nguyên tố là cũng đâu làm gì được đâu.
tất cả những kẻ nào muốn cản đường ta thì phải chịu một kết cục đau đớn, cả ông và bọn nhóc đó. Nhưng tại sao ông cứ năm lần bảy lượt muốn hại tụi nhỏ vậy hả? Tại vì ta là ông kẻ, bọn nhóc đó phải sợ hãi ta. Ông mơ đi. Chính ông đã dạy hư bọn nhóc đó. Bọn nhóc đó phải sợ hãi ta thì tụi nó mới ngoan được, biết chưa? Ông sai rồi. Tụi nhỏ không thể lớn lên trong sự sợ hãi. Tụi nhỏ không thể nào lớn lên trong nỗi sợ hãi. Nếu như vậy, nó sẽ xấu xa giống như ông vậy đó. Chắc ông đã chán sống rồi đúng không? Tụi nhỏ đang ở đâu? Ông hỏi làm gì? Tụi nó đang ở đâu? Ông có giỏi thì tự đi tìm tụi nó đi. Tôi thấy tôi đã sống đủ rồi. Ông lo cho ông đi ông kẹ. Tụi nhỏ rất thông minh, nhất định tụi nó sẽ đánh bại ông. Ông đã muốn chết, ta sẽ chiều ông. Ta không thể cho ông chết bây giờ được. Ông phải chứng kiến ta đánh bại tụi nhỏ đó, và ta sẽ kết liễu ông. Con đang tìm cái này đúng không? Ủa? Sao ông lại biết? Kiểm tra đi. Đủ rồi. Cảm ơn ông nhiều. Tụi con cứ tưởng là không cứu thế giới được nữa rồi chứ. Không có gì. Tụi con đúng là những đứa trẻ ngoan, biết nghĩ cho người khác. Aaron, chúc các con qua ải thành công. Good job. Sao trời âm u quá vậy? Chắc trời còn chưa sáng nữa. Đúng rồi, mặt trời còn chưa mọc nữa đó. Ơi mày ơi, tao có phát hiện rồi nè. Cái bộ đồ này hợp với dáng của tao quá. Đây là đồ vua hùng đó. Đồ vua hùng, thế thì có nhân vật nào ta? Tao nhớ nè, ở đời vua hùng thứ 6 có hoàng tử Lan Liêu đã tạo được bánh chưng bánh dày. Có khi nào thử thách của tụi mình làm bánh chưng bánh dày không? Ngon đó. Tao nghĩ không phải như vậy đâu. Tao nghĩ thời này là người ta trồng dưa hấu rồi. Có khi nào xíu nữa gặp anh Ma ăn tim không ta? Tao xin mấy dừa về ra chợ bán. Rồi thử thách là gì? Thì giải cứu dưa hấu đó. Ê ê tụi mày, lát nữa mình ra đảo của Mai ăn tim á, có khi nào mình gặp nàng tiên cá sexy không ta? Có gặp cá mập cắn thì có đâu tào lao. Tao thì tao chưa được ra đảo bao giờ, nhưng mà nghĩ thôi cũng cảm thấy thích rồi. Nhớ tí nữa ra đảo gặp một cơn bão lớn, sau đó tao sẽ được thuyền của Simbad đẹp trai cứu tao, xong anh ấy thích tao quá anh ấy cưới tao luôn. Vui quá. Khi nào đi ra ngoài hả, không để anh Simbad thích mà được gặp anh Dubai thích không ta? Dubai nào? Dubai là cái anh lùn lùn mập mập bao hợp với dáng mày đó. Cái đầu cái ống nước mà đi luôn. Mất điên. Mày biết điên á. Thôi đi đừng có cãi nhau nữa. Dù là thử thách gì đi chăng nữa thì tụi mình cũng sẽ cùng nhau đồng lòng vượt qua đúng không? Bây giờ tụi mình bắt đầu đi tìm luôn đi. Chắc là trời sắp sáng rồi đó. Đi. Đi thôi. Mệt quá, giờ từ từ thôi, nghỉ xíu đi cho tao uống miếng nước được không? Ê, nhiều khi nước ở hồ này mình uống được đó. Để tao xíu. Cá mập! Ủa? Ông là? Ta là. Ông là ông lão đánh cá và những con cá vàng đúng chưa? Tào lao. Màu xanh mà. Tự nhiên ông nẹt tôi kìa. Nhìn quen quen. À, là Thủy Tinh. Đúng. Ta là Thủy Tinh, là chủ của vùng đất này. Nàng là... ta là Trân Trân. Trân Trân. Tên đẹp.
Giống, giống Mỹ Nương. Nè, ông là người đưa ra thử thách cho mày đúng không? Nếu vậy thì đưa ra thử thách lẹ đi, ở đó mà chọc gái nữa. Đúng rồi đó, dù cho khó khăn cỡ nào tụi tôi cũng sẽ vượt qua. Dù cho là lên núi đao, xuống chảo chấm dế. Ê, ê, ê. Chảo dầu. Xuống chảo dầu. Được, dễ thôi mà. Không cần phải lên núi đao xuống chảo dầu. Để vượt qua ải này, chỉ cần thực hiện một điều kiện nhỏ thôi. Điều kiện gì? Ừ. Ta bị Sơn Tinh giành mất Mị Nương. Bấy lâu nay ta luôn ức hận. Ta chỉ cần một người vợ thay thế Mị Nương. Điều kiện của ta là nàng Trân Trân là vợ của ta. Không được. Ông bị khùng hả? Làm sao Trân Trân ở lại với ông được? Không được thì thôi, ta đâu có ép. Nghe nói là các ngươi đang cần nguyên tố này. Nếu như các ngươi không thích thì ta không ép. Nhưng mà các ngươi có một đêm suy nghĩ, sáng mai ta sẽ đợi câu trả lời. Nếu như các ngươi không thích thì có thể tự nhiên đi, ta không cản. Làm sao? Trời ơi, bây giờ phải làm sao? Phải làm sao? Hay là bây giờ như này, mày lấy đại ông ấy đi. Đằng nào ông ấy cũng nuôi một đống cá mập, sau này mình còn được ăn vi cá. Mày biết khùng hả? Mày biết Thủy Tinh bao nhiêu tuổi không? Còn con Trân bao nhiêu tuổi? Nó nho xíu à. Với lại chưa biết ổng là người như thế nào. Cưới gì mà cưới. Trời ơi Huy ơi, bình tĩnh đi, con Linh nó giỡn mà. Đang căng thẳng lắm luôn rồi. Chứ bây giờ làm như nào, không lẽ đến đây rồi lại bỏ cuộc? Hay là bây giờ tụi mình đi năn nỉ ổng đi. Nếu mà không được thì tụi mình dùng cách khác. Ổng có 5 người, tụi mình cũng có 5 người mà sợ gì. Hay quá à. Mày đếm 5 người đứng lên bờ nói chuyện với mình thôi. Mày đâu đếm hết những cá mập dưới biển của ổng đâu. Mập hay ốm gì cũng được, nhưng mà tao không muốn chân đi. Mày rối quá hát điên rồi hả Huy? Ổng là thần linh đó. Mày có biết chuyện cơn bão vừa rồi là do ổng làm không? Làm sao mình đấu lại ổng được? Chứ bây giờ mình phải làm sao? Không lẽ bây giờ để con Trân bị ổng bắt cứ làm vợ hả? Tụi mày hay quá. Thử tụi mày đi lấy ổng đi. Trời ơi mày ổn quá Huy ơi. Bây giờ ổng mà chịu tao đi liền luôn đó. Thôi đi, đừng có cãi nhau nữa. Chắc là tao phải chấp nhận làm vợ của Thủy Tinh thôi. Hả? Trân Trân, làm sao tụi tao bỏ mày được? Mày cũng đâu muốn như vậy đâu đúng không? Nhưng mà mình cũng đâu có lựa chọn nào khác đâu. Nếu như mà hy sinh một mình tao mà cứu được cả thế giới thì cũng xứng đáng mà. Nhưng mà không có nhân gì hết á. Tao đã quyết định rồi. Thôi đi, đừng có cãi nhau nữa. Trân Trân. Trân Trân. Trân. Mày đuổi theo nó đi. Chết rồi, làm sao bây giờ? Sao bây giờ? Trân, tao biết mày đã đây làm gì rồi. Mày đừng có khuyên tao nữa. Tao quyết định rồi. Nhưng mà làm sao tụi tao để mày lại được? Tao cũng biết mày không muốn như vậy mà đúng không? Nhưng mà tụi mình làm gì có sự lựa chọn đâu khác. Mà tao đi rồi thì tụi mày hãy cùng nhau ở lại tiếp tục giải cứu thế giới nha. Mày đừng có bỏ cuộc nha. Tao sẽ tiếp tục giải cứu thế giới, nhưng mà thế giới của tao không thể thiếu mày được. Nhưng mà thế giới này đâu phải chỉ có mình tao với mày đâu. Tụi mình không thể nào mà suy nghĩ ích kỷ với bản thân mình được.
tao sẽ đi xử ổng. Ê, ngồi xuống đi. Mày điên hả? Nếu như mà mày có chuyện gì á thì tao sẽ đau lòng lắm mày biết không? Thôi, cứ làm như vậy đi. Coi như là tao sẽ hy sinh ở lại đây để giúp sức cho tụi mày giải cứu thế giới. Khi nào thành công tao sẽ quay lại tìm mày. Mày đợi tao nha. Ừ. Hứa nha. Sao? Diệu tới rồi sao? Quyết định của các ngươi như thế nào? Tôi suy nghĩ kỹ rồi. Tôi chấp nhận làm vợ của ông. Chọn. Bay đâu? Đem cô dâu qua đây làm lễ bái đường. Sau đó bắt về thủy cung. Chọn, làm gì mà gấp vậy? Chọn, Tùng. Chọn, Chọn. Đừng làm hại Huy Mạc. Đừng làm hại Huy Mạc. Đẹp lắm. Từ nay ta sẽ không cần mỹ nương nữa. Vậy còn viên đá Nguyên Tố Thủy đâu? Nàng cứ yên tâm. Khi nào nàng bái đường với ta xong, ta sẽ đưa viên đá. Nhất bái thiên địa. Trông. Nhị bái cao đường. Không được, dừng lại đi mà. Phù thề giao bái. Trông trông, không được. Phù thề giao bái. Trông mà. Thiên thai ngồi đi. Tôi đọc anh. Dù các ngươi có nói gì đi nữa thì ta cũng đã thành vợ chồng với nhau. Vậy còn viên đá Nguyên Tố Thủy đâu? Của nàng đây. Trân Trân, thôi mày lên đây. Nè, mẹ nhớ những gì mà tao nói với mày và mày hứa với tao đó nha. Tao hứa. Mau theo ta về thủy cung đã. Trân Trân, tao thích mày. Hả? Tao không để mày cưới người khác được đâu. Suy nghĩ lại nha Trân Trân. Mau về thủy cung đi. Trân Trân, Trân Trân, Trân Trân, Trân Trân, Trân Trân, Trân Trân. Tụi mày ơi, chắc là kiếp này tao không thể đi cùng tụi mày được hết kiếp được rồi. Tao không thể cùng tụi mày giải cứu thế giới được rồi. Nếu như mà không được sống bên cạnh người mà mình thích nữa thì cuộc sống cũng không có ý nghĩa gì nữa hết á. Các người đừng có ép tôi chết đi. Giỡn xíu à, làm gì đòi sống rồi chết dữ vậy? Giỡn cái gì? Ta thử các con thôi. Thử thách ở ải này là tình. Chỉ có những tình cảm xuất phát từ trái tim của các cặp đôi thì mới vượt qua được ải này. Chứ ta đâu có ngu. Ta mấy ngàn tuổi rồi, đâu có lấy con nít mà chưa đủ tuổi lỡ tù rồi sao? Con đó, ta thấy được tình cảm thực sự của con dành cho cô bé này. Ta rất ngưỡng mộ. Ai à? Không nói ai vậy mày? Mày đó. Thôi, các con có mang viên đá về thực hiện nhiệm vụ của mình đi. Chào các con. Hả? Chúc các con may mắn. Thiệt hả? Hả? Trân Trân. Thiệt hả? Trân Trân. Hay quá. Đá này giỏi quá. Vậy là tụi mình đã có được viên đá Nguyên Tố Thủy rồi nè. Gì vậy? Ủa, hồi nãy tất cả những lời mày nói là sự thật á hả? Hồi nãy tao nói gì vậy? Tao quên rồi, tao mất trí nhớ rồi. Còn mày, hồi nãy mày nói kiếp này không thể sống chung với người mình thích gì đó. Mày thích ai vậy? Ủa, mày nói là mày quên hết rồi mà, mày hỏi gì nữa vậy?
được đủ 5 viên đá của 5 nguyên tố nữa nè. Ừ, tụi mình đi thôi. Đi. Yeah. 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 Mày chết đi. Tao sẽ chạy chạy cho tụi bay. Con xin lỗi ba mẹ. Mở kết giới, mấy đứa, các viên đá đã hợp nhất thành công. Mà Maleficent, đại bác cầu vồng. Tất cả hãy đặt bàn tay lên khẩu súng, truyền năng lượng của các con lên đó rồi hãy bắn hạ gục ông kẻ đi. Mau tập hợp. Ừ. Hey. Tụi bay không yên đâu. Chào nè. Tuấn cầu gia. Chết đi. Tụi mình thua rồi sao? Ông thần. Ủa? Ủa, ông thần ơi, mọi người ơi, ông kẻ bị nhốt dưới đây rồi nè. À. Từ nay hết quậy phá. Bà Maleficent dữ rồi. Ừ. Vậy là tụi mình thắng rồi sao? Mình thắng đây ông thần ơi. Còn ông thần gia chơi thì sao? Bà ơi, bà cứu ông thần gia chơi được không? Ta xin lỗi, ta không có khả năng làm được điều đó. Ta chỉ giúp được các con tới đây thôi. Bà Maleficent, không sao đâu. Bà làm tốt lắm. Bà đã cứu được cả thế giới rồi. Không cần phải quan tâm tới tôi đâu. Cảm ơn bà nhiều lắm. Ta đi đây. Ta nghĩ hành trình đến đây là kết thúc rồi. Được quen biết các con, để được bên cạnh các con, ta cảm thấy hạnh phúc lắm. Cảm ơn tụi con. Con xin lỗi ông. Con tại vì tụi con mà ông mới ra nông nỗi này. Tụi con đừng tự trách bản thân tụi con nữa. Từ nay không có ông bên cạnh, nhớ hãy làm những điều tốt. Nhớ lấy cái thiện để diệt trừ cái ác nghe chưa. Tụi con biết rồi. Tụi con sẽ nhớ lấy lời ông xin suốt cuộc đời này. Dạ, tụi con nhớ rồi. Quỳ. Trần Trần, nó là một đứa con gái yếu đuối. Không có ta, hãy hứa với ta hãy bảo vệ Trần Trần giống như là ta đã từng bảo vệ cho nó. Hứa với ông đi Quỳ. Con hứa. Con hứa sẽ bảo vệ Trần Trần. Hãy giữ tình cảm này, hãy đoàn kết. Đây là một tình bạn đẹp, không phải ai cũng có được. Nhớ lời ông, hãy yêu thương nhau nghe chưa. Yeah. Ông Thần. Ông Thần. Ông đi đây. Ông mơ đi. Chính ông đã dạy hư bọn nhóc đó. Hồ Biên.
lỗi mày phải hứa với tao là sau khi vượt ải được rồi phải cứu được ba mẹ tao, phải chăm sóc cho ba mẹ tao. Tao bất hiếu, không lo được cho ba mẹ tao nữa rồi. Ai, lúc nào hẹn tụi nó cũng đi trễ giờ hết á, chán gì đâu á. Thì lúc nào mà chẳng vậy, hai đứa mình luôn đi sớm mà. Ờ, nhưng mà tụi mình đi sớm cũng là cái tốt. Ê Huy! Sao gì á? Mày làm cái gì đó? Ờ thì tao thấy trên áo con Trần có con kiến, tao sợ nó chui vô lỗ tai của nó xây nhà cho nó. Trời đất ơi, mà con Thảo con Linh đâu rồi ta? Sao lần nào tụi nó cũng để tụi mình đỡ chơi vậy? Hai đứa nó đi trễ mà. Wow. Ở con kia, mày nói gì vậy? Bọn tao đến mua là bởi vì mua bánh tráng cho bọn mày. Đã không biết cảm ơn rồi lại còn khẩu nghiệp à? Đúng rồi đó. Mà mày biết không, tao khổ lắm nha. Tao đã mua bánh tráng rồi mà tao còn gặp chuyện động trời động đất nữa. Chuyện gì? Cái bà mà bả trộn bánh tráng đó, bà ngoại tình với ông bán trứng cút. Cái bắt đầu bà đang trộn bánh tráng với ông bán trứng cút, cái chồng của bà xuất hiện lấy cái thau đang trộn bánh tráng á đập lên đầu ông bán trứng cút, rớt hết trứng cút luôn. Tao buồn tao đứng khóc mấy tiếng. Được, cuối cùng sao? Thì vậy hai người đánh qua như lại hai người tao sợ muộn giờ, thế là tao phải mua cái hàng bên cạnh cho nhanh. Trời đất ơi, hai đứa mày bị khùng hả? Ngồi đợi cả tiếng đồng hồ ở tiệm bánh tráng làm gì, cuối cùng mua hàng bên cạnh. Nhưng mà chỗ này ngon nè. Biết sao không, tao đứng ở tao cổ vũ, tao không biết ai thua, tao còn bắt đồ với Linh nữa nè. Mà ăn Linh nó còn làm chuyện động trời hơn nữa, nó livestream nguyên cái sớm biết hết. À, mà tụi mày có nhớ hôm nay là ngày gì không? Tao nhớ nè, hôm nay là ngày tròn một năm chúng ta chia tay ông thần dây chai. Tao nhớ ông thần dây chai quá, tụi mày có nhớ ông thần dây chai không? Ủa, tất nhiên rồi, người mà nhớ ông thần dây chai nhất chính là tao. Rồi tụi mày có nhớ lời ông thần dây chai dặn tụi mày không? Có chăm chỉ làm việc tốt không? Có. Việc tốt gì? Hôm nay tôi đi săn sale. Trời ơi, săn sale tốt chỗ nào bà nội? Trời đất ơi, sao lại không? Mình đi săn sale là mình tạo công ăn việc làm cho người ta, mình tiếp thêm thu nhập cho người ta, chưa kể mình còn tiết kiệm được tiền của ba mẹ mình để làm đi làm việc tốt nữa. Thôi đi, việc tốt là phải như tao nè. Sáng nay tao đi đường gặp bà Tám, lụm khụm không dám qua đường, cho nên tao đã giúp bà đi qua đường một cái dèo. Giỏi quá, giỏi quá. Ô, thế hóa ra cái đứa con gái mà dắt bà Tám qua đường chính là mày à? Đúng rồi. Bà ấy nhắc mày suốt đấy. Khen tao chứ gì? Không, bà bảo là sáng nay bà mất mấy tiếng đồng hồ để qua đường, thế mà tự dưng có con khủng khủng điên điên nào dắt bà ấy qua lại, thế là bà lại mất thêm mấy tiếng nữa để qua đường, bà chửi quá trời luôn. Ủa? Trời ơi, cái tật tà lanh nó không bỏ gì chân, tôi dạy mày sao? Chúng mày muốn làm việc tốt ý, thì phải học hỏi tao đây này. Sáng nay á, tao nhìn thấy một thằng học sinh nó đang cầm điếu thuốc nhưng không có lửa. À đúng rồi, mày kêu nó bỏ thuốc đi đúng không? Học sinh là không nên hút thuốc. Mày bị điên à, tao đi mua bật lửa cho nó. Bây giờ không có lửa thì làm sao mà hút thuốc? Trời, Linh ơi, mày làm cái gì vậy? Cả dòng họ của nó hận mày lắm đó. Sao không khuyên nó bỏ thuốc? Trời, gì đó mà hận, tao làm việc tốt mà. Nè, từ ngày mà mình dùng súng cầu vồng để tiêu diệt ông kẹ, cứ tưởng là mang lại bình yên cho thế giới, nhưng thật ra mình lại vô tình tạo ra một vết nứt không gian, làm cho bao nhiêu quái vật ma quỷ cứ tuồn ra ngoài thế giới. Không sao, có bao nhiêu thì tụi mình đánh bấy nhiêu. Tụi bay quên lời ông thần dạy rồi hả? Tụi mình phải bảo vệ cho thế giới này. Có quái vật ở quận 6. Năm anh em siêu nhân. Lên đường. Nè, quái vật kia. Cứu dây. Mau thả cậu bé ra. Bọn người có thích thì xông lên, tao sẽ xử hết. Nè, đừng có thách thức bọn ta. Nhân danh công lý, bọn ta sẽ bắt ngươi giao cho cảnh sát thời gian. Bọn ngươi là ai mà dám xía môi vào chuyện của tao? Xin trân trọng giới thiệu, bọn ta là những hiệp sĩ mộng mơ. Ủa, gì sến như mày, có phải tiểu thuyết đâu mộng mơ? Ai biết, thì từ đó giờ tụi mình đã chốt tên nhóm bao giờ đâu. Hôm nay mới có dịp có con quái vật nó mới hỏi tên tụi mình mà. À,
hay là mình đặt 5 anh em siêu nhân đi. Mày bị làm sao đấy? Ở đây toàn con gái, phải đặt là 5 chị em siêu nhân. Không, tụi bay là con gái nhưng tao là con trai. Lỡ nói như vậy người ta tưởng tao BD thì sao? Không được đâu, đặt tên khác đi. Đúng rồi đó, không được đâu. 5 chị em siêu nhân là mình ăn cắp ý tưởng người ta. Mình phải sáng tạo hơn chứ. Chị mày nghĩ tên nào thì hợp? Thủy thủ mặt trăng. Trời ơi, bê nguyên si cái tên của người ta vào lại bảo là sáng tạo, tạo nghiệp thì có. Quá trời mệt luôn đó, tụi bay cãi nhau hoài giờ. Có cái tên thôi cũng xào quần nữa. Đúng là trẻ trâu mà bực mình ghê á. À, trẻ trâu nghe hay đó. Hay là mình đặc biệt đổi trẻ trâu đi. Chốt đơn. Ủa gì không hiểu vậy? Nè, tỉnh dậy đi. Chạy đến nhau nè. Xin chân trời giới thiệu, bọn ta là biệt đội trẻ trâu. Bọn ta nhân danh công lý sẽ bắt ngươi đem cho cảnh sát thời gian. Được lắm, biệt đội trẻ trâu, nay sẽ là ngày tàn của tụi bay.